Xin chào, hôm nay mình xin mở hộp ổ cứng Western Digital Elements có dung lượng là 2 TB. Đây là ổ cứng mới nhất của Western Digital. Đây bên ngoài của hộp. Ổ cứng này hỗ trợ USB 3.0 và được format cho máy tính Windows. Vỏ hộp được làm từ vật liệu tái chế. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Dây USB 3.0 có thể dùng được cho USB 2.0. Hộp được thiết kế rất đơn giản. Bạn có thể thấy ở đây. Chỉ có một chỗ cắm USB duy nhất. Đây là ổ cứng không cần xài điện. Được sản xuất tại Thái Lan. Đây là tất cả những gì có trong hộp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.